Xin chào mọi người, nhân dịp năm mới, cùng với toàn thể team DK xin chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Khai xuân năm nay, DK chơi lớn, ngoài được ưu đãi lì xì trực tiếp, 40% tất cả các dịch vụ khách hàng đến DK làm đẹp đầu năm sẽ được tham gia chương trình rút quẻ nhan sắc, đắc ý dân sang. Chương trình áp dụng cho tất cả hóa đơn phun xăm từ 5 triệu trở lên. Mỗi một quẻ, thẻ tương ứng với một lời chúc và một dịch vụ làm đẹp cao cấp hoàn toàn không mất chi phí tại DK. Quẻ 1, chăm sóc da Aquasil trị giá 1,2 triệu, làn da mướt mát, căng tràn cả năm. Quẻ 2, chăm sóc da Glowing Plus trị giá 3,6 triệu, trẻ hóa làn da cho cả năm phú quý. Quẻ 3, 4, 5, liệu trình triệt lông mày, mép, nách từ 3 đến 4 triệu, sai khít lỗ chân lông, da rẻ láng mịn, năm mới hanh thông. Mùng 8 khai xuân, chị em cùng đến DK làm đẹp và sức khỏe đầu xuân nha. Chương trình sức khỏe sẽ được áp dụng đến ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch, cứ đến là có lì xì. Chưa hết, còn rất nhiều chương trình khác như bốc thăm trúng thưởng, vòng quay may mắn với tổng giá trị lì xì lên tới 300 triệu. Cơ hội trúng vàng 4 con 9. Đầu xuân khai sắc, đắc lộc cả năm.